Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến nội dung của chương học thứ tư, đó chính là cách sử dụng Vuex vào một cái project mà chúng ta đã thực hiện ở trong chương học thứ ba, có tên là Project To Do List. Đối với chương học này thì mình sẽ không tập trung quá nhiều lại về các phần xây dựng chức năng và xây dựng logic liên quan tới Project To Do List, tại vì những phần đó mình đã phân tích khá là kỹ ở trong chương học thứ ba rồi ha. Điều kiện tiên quyết để các bạn có thể xem được chương học này là mình phải hiểu toàn bộ kiến thức mà mình đã phân tích trong chương học thứ ba, đồng thời biết cách ứng dụng và biết cách sử dụng được các kiến thức được học trong trường học thứ nhất vào một cái project nào đó theo một yêu cầu nhất định liên quan đến các chức năng cơ bản như là tìm kiếm, sắp xếp, thêm mới hoặc là chỉnh sửa. Ở đây, trong nội dung trường học thứ tư thì chủ yếu mình sẽ tập trung vào phần tìm hiểu về kiến thức liên quan tới Vuex. Nó sẽ giúp cho cái project của chúng ta chuyên nghiệp hơn và hoàn thiện hơn. Tương tự ở đây thì mình sẽ trải qua khoảng 10 nội dung ha. Trong đó nội dung thứ nhất thì mình sẽ tiến hành giới thiệu này và phân tích các kiến thức mà chúng ta sẽ học trong các phần nội dung tiếp theo. Phần nội dung thứ hai thì mình sẽ học và giới thiệu về Vuex và biết cách tích hợp Vuex vào trong một cái project. Đồng thời mình sẽ sử dụng một số cái chức năng cơ bản của Vuex vào trong một cái project nhỏ nhỏ để qua đó mình nắm được cái cơ chế hoạt động của nó ha, và cái luồng chạy của nó ra sao. Thì từ đó mình mới bắt đầu tìm hiểu đến nội dung thứ ba là xây dựng các chức năng của Project To Do List. Thì các chức năng này mình cũng đã học rồi ha, ví dụ như là danh sách item này, rồi form toggle này, hoặc là chức năng tìm kiếm, chức năng sắp xếp, chức năng xóa một phần tử, hoặc là chức năng thêm mới, chức năng chỉnh sửa. Tương tự ở đây mình cũng không tập trung vào phần logic nữa mà mình sẽ tách ứng dụng của chúng ta và kết hợp nó với Vuex đã tìm hiểu trong phần nội dung thứ hai. Qua đó mình sẽ khắc sâu hơn về cái ý nghĩa của nó như thế nào và tại sao nó lại khác biệt so với cách lập trình thông thường. Ngoài ra tới phần cuối cùng thì mình sẽ tiến hành hệ thống lại kiến thức nè và đưa ra một số tình huống mở rộng. Qua đó các bạn có thể về tự hiện thực thêm dựa trên các tình huống đó vào cái project của chúng ta.